Chung cư bạn phun vòi rồng hỗ trợ chữa cháy tòa nhà ở Bắc Ninh. Khoảng 16 giờ chiều nay, 22 tháng 6, một vụ cháy đã xảy ra tại tòa nhà cao tầng ở phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Vụ cháy tòa nhà ở Bắc Ninh khiến khói đen bốc cao hàng chục mét. Theo những hình ảnh người dân chụp lại, chia sẻ trên mạng xã hội thì vụ xảy ra cháy ở trên tầng cao nhất thuộc chung cư Cát Tường. Chỉ sau ít phút, khói đen bốc lên hàng chục mét. Phát hiện vụ việc, tổ liên gia phòng cháy chữa cháy ở chung cư Thống Nhất, đối diện chung cư Cát Tường, đã sử dụng 4 vòi rồng phun nước sang để hỗ trợ dập lửa. Ít phút sau thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến nơi và dập tắt hoàn toàn đám cháy. Ông Nguyễn Văn Toàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Võ Cường cho hay, đám cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản đang được thống kê. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định vụ cháy có thể phát sinh khi một số công nhân hàn xì trên tầng tung của tòa nhà.